Dạ Minh Anh xin nghe ạ. Alo, bạn ơi, mình cần đi Thái Nguyên đấy. Thì không biết là Dạ bây vâng giờ mình ạ. đón xe ở đâu nhỉ? Dạ anh là điểm nào Hà Nội ạ? Mình đang ở Mỹ Đình bạn ơi. Xe em đón ở Nguyễn Khánh Toàn cách Mỹ Đình 3 cây ạ. Xe mình đón ở cái điểm giao dịch của mình ở ngoài đấy à bạn? Dạ vâng ạ, xe của em đón ở đấy ạ. Số bao nhiêu đấy? Anh cứ di chuyển lên dọc đường Nguyễn Khánh Toàn là xe em đón được ạ. À, dọc đường Nguyễn Khánh Toàn à, mình Vâng ạ. không không có điểm chính xác à bạn? Vâng, trên dọc đường Nguyễn Khánh Toàn là xe em đón được mà. Ok, thì để mình ra mấy khi nào có xe nhỉ? 15 phút nữa là xe em tới Nguyễn Khánh Toàn anh ạ. Ủa nhanh thế à? Ừ, 15 15. 20 phút nữa ạ. Ok, thế thì mình sau sau đó có chuyến nào nữa không nhỉ bạn nhỉ? Thì nhớ đâu mình lỡ chuyến đấy thì mình còn đi chuyến sau. Sau đó thì phải tầm buổi trưa anh ạ. Anh cứ di chuyển ra đi xem, bây giờ anh di chuyển ra là vừa mà, tại vì xe điểm đấy cách Mỹ Đình có 3 cây thôi mà anh. Ok, để mình ra luôn. Sau khi giao dịch để đặt chỗ với Minh Anh Limousin, phóng viên báo Dân Sinh đã lên đường làm rõ những chiêu trò lách luật để hoạt động vận tải hành khách của Minh Anh Limousin chuyên tuyến Thái Nguyên, Hà Nội. Sau khi gọi tới tổng đài của Minh Anh Limousin để đặt xe, một người xưng là tài xế của Minh Anh Limousin gọi điện tới cho hành khách để xác nhận điểm đón khách ở dọc đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Alo. Alo, anh gọi xe là Thái Nguyên phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Anh là ai đấy ạ? Dạ, em lái xe ở Limousine Minh Anh ạ. À, dạ vâng. Chào anh. Anh ơi, bây giờ em khoảng 5 phút nữa em bắt đầu di chuyển từ Mỹ Đình ra. Không biết là có kịp xe mình không anh nhở? 5 phút nữa từ Mỹ Đình ra thì... Ra đấy thì mất 15 phút em ra đến Nguyễn Khánh Toàn đấy thì... Vâng, em cứ đi từ từ em đợi anh nhé. Vâng. Hỏi là cái em như nào, tại tầm 10 là 15 em tới Nguyễn Khánh Toàn ấy. Thì em đợi anh được 5-10 phút, em đợi lâu quá thì em... khách người ta dục rồi em không đợi được ấy. Vâng. Thế trụ sở nhà mình ở đâu để em ra nhỉ anh nhỉ? À, anh cứ ra Nguyễn Khánh Toàn đấy thì em đón anh ở chỗ nào cũng được à? Ở đường Nguyễn Khánh Toàn. Tiếp đó, lái xe lại gọi điện tiếp cho hành khách để hướng dẫn khách tới một điểm đón khác. Gần đó là cổng của Bảo tàng Dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy. Thế anh đứng ở Nguyễn Văn Toàn, anh sẽ sang đường Nguyễn Văn Huyên cho công viên Nghĩa Đô em đón anh nhé. Nguyễn Văn Huyên hả anh? Vâng. Vâng. Ở Canh Đỏ, Nguyễn, đầu đường Nguyễn Văn Khắp ấy có ghé tay phải lên nè, tay trái lên Nguyễn Văn Huyên đấy. Vâng, Nguyễn Văn Huyên. Rồi em đến anh đang công đi viên công viên Nghĩa Đô đây rồi. À vâng, anh đến ở công viên Nghĩa Đô, đối diện công viên Nghĩa Đô với bảo tàng, em đón anh ở bảo tàng đấy nhé, để em gọi anh nhé. Bảo tàng Dân tộc học, vâng. Vâng, đúng rồi anh ạ. Hoàng Đạo Thúy. Từ bến rồi em đi theo đường dọc đường về thôi ạ. Em cứ đó bắt nhá. Dọc đường này đi về bây giờ về Hà Lan thôi. À. Em bắt dọc đường. Khách ở gần điểm nào nhất thì mình bảo khách ra đấy đợi ạ. Vâng. Em 30 phút. Đón được khách, chiếc xe mang biển kiểm soát 20B01594 bắt đầu điên cuồng lạng lách phóng nhanh ra đường Hoàng Quốc Việt. Qua đường Võ Chí Công, sang cầu Nhật Tân rồi đến đường Võ Nguyên Giáp và tiếp tục đón khách dọc tuyến đường này. Chưa dừng lại ở đó, các xe của Minh Anh Limousin còn ngang nhiên di chuyển vào khu vực sân bay Nội Bài để đón trả khách ở đây. Xe đã đủ khách, lái xe bắt đầu tăng ga lao vun vút về hướng thành phố Thái Nguyên. Theo giới thiệu của Minh Anh Limousin, thì nhà xe này có hai lộ trình đưa đón khách cố định là lộ trình 1 30 phút một chuyến, Thái Nguyên, Nội Bài, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Lotte, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ Sản, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương. Lộ trình 2, 30 phút một chuyến, Thái Nguyên, cao tốc Thái Nguyên, đô thị Việt Hưng, Yêu Long Biên, Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ Sản, Trần Hưng Đạo, Bệnh viện Ca Trung ương, Bệnh viện Gia Liễu, Bệnh viện Tim, ga Hà Nội,
Bệnh viện Bạch Mai, Trần Đại Nghĩa, Đại học Kinh tế Quốc dân. Quay trở lại hành trình, qua những cung đường chiếc xe mang biển kiểm soát 20B01594 của Minh Anh Limousine đã về tới thành phố Thái Nguyên. Tại đây, xe này tiếp tục trả khách dọc đường cho tới khi về tới văn phòng tại tổ 24, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Những chiêu trò để Minh Anh Limousine qua mặt các cơ quan chức năng sẽ được đăng tải trong kỳ 2 của loạt phóng sự này.